Robo Fight. Cuộc chiến giữa các robot để tranh chiếc cúp danh giá dành cho chiến binh cuối cùng. Họ là những kỹ sư cơ khí, những sinh viên, giảng viên. Tất cả đều có một điểm chung, đó là đam mê, trí tuệ và khát khao chinh phục công nghệ. Robo Fight, cuộc chiến của những chiến binh robot. Xin hân hoan chào đón quý vị đã đến với Robo Fight mùa 2 2019-2020. Thưa quý vị, vào tối thứ Bảy trên HTV7 và lúc 7 giờ hàng tuần. Thứ Bảy quý vị hãy mở TV lên, chúng ta sẽ cùng đón xem trận chiến của những robot cực kỳ hiếu chiến. Và với mùa 2 quay trở lại của những robot, chúng ta ngày hôm nay đã được nâng cấp về kết cấu lẫn vũ khí. Họ sẽ cống hiến như thế nào với những trận chiến nảy lửa trên sân thi đấu của RoboFight mùa 2 năm 2019-2020? Ngay bây giờ, 3, 2, 1, bắt đầu! Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc chiến của hai chiến binh. Một bên là sứ giả của địa ngục, một bên là kẻ ăn thịt thống trị một thời trên trái đất. Và đó là cặp đấu Project T-Rex và LH Wow Hưng Phú. Trước khi đến với trận đấu này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với các thành viên của tổ trọng tài, những người sẽ cầm cân nảy mực. Xin giới thiệu tới quý vị trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Kiều Huỳnh Sơn. Trọng tài biên gồm có ông Nguyễn Dũng Phát, ông Trần Đình Hòa. Tổ trọng tài bàn của chúng ta gồm có ông Nguyễn Tính, ông Cao Bá Vinh và ông Bùi Anh Tuấn. Và thưa quý vị, trên khu vực bình luận chúng tôi xin được giới thiệu một vị khách mời tới từ công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân, nhà tài trợ vàng của giải, ông Nguyễn An Khang. Thưa quý vị, trong lúc chuẩn bị bước ra sân thi đấu thì không biết là bây giờ cả hai đội chơi của chúng ta, cảm xúc của họ như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Xin được chào chiến binh LH Wow. Wow, rất là tuyệt vời, LH Wow Hưng Phú. Thưa quý vị, cả đội của chúng ta đang chuẩn bị những thao tác cuối cùng để bước ra sân thi đấu, đúng không ạ? Dạ, bây giờ thì mình đang có bao nhiêu phần trăm tự tin cho phần thi đấu của mình ạ? Hôm nay chúng em đến đây với 100% tự tin sẽ chiến thắng đối thủ tiếp theo. Như vậy là bây giờ mình sẽ thể hiện cái sự tự tin đó để chuẩn bị bước ra với một tâm thế sẵn sàng thi đấu với đối thủ của mình, được không ạ? Và đây là tinh thần của LH Wow Hưng Phú. Chúng ta hãy cùng xem tâm thế, tinh thần của họ sẽ là 2, 3, chiến thắng! Thưa quý vị, và đây là chiến binh thứ hai, Hu Tết Tư Quest. Hai người chơi của đội thi chúng ta ngày hôm nay lại là một người trung niên và một người thanh niên. Họ có mối quan hệ gì hay không ạ? À? Xin được mời anh. Hai cha con. Wow. Đam mê robot, mình tham gia chương trình mùa 2. Wow, hai cha con quý vị nha. Như vậy đây là sức mạnh không chỉ là tập thể mà còn là sức mạnh của gia đình nữa. Không biết là chiến binh Hu Tết Tư Quest của chúng ta mùa 2 quay trở lại sẽ lợi hại hơn xưa như thế nào? Xin được chúc cho hai cha con sẽ thể hiện được tinh thần thi đấu mạnh nhất, được không ạ? Và tinh thần đó sẽ là như thế nào ạ? Chiến thắng! Và bây giờ, xin mời quý vị cùng chào đón các thành viên của hai đội sẽ tham gia vào trận đấu thuộc vòng 1-8 RoboFight mùa giải thứ 2 2019-2020. Và thưa quý vị, đầu tiên sẽ là chiến binh Hu Tết T-Rex. Với tình thân gia đình với hai người chơi là hai cha con, một yếu tố cực kỳ thú vị ở RoboFight mùa 2 2019-2020. Còn bây giờ, hãy cùng chào đón các thành viên tới từ LH Hưng Phú. We are one! Wow, Hưng Phú thể hiện một phong độ cực kỳ ổn định trong tất cả những thử thách và chặng đường tính cho tới thời điểm này. Và đây là những thành viên sẽ tham gia điều khiển hai chiến binh robot trong trận đấu này. Trận đấu thuộc vòng 1-8, đó là Hu Tết T-Rex và LH Wow Hưng Phú. Ba, hai, một, bắt đầu. Xin
thêm mài nhỏ của quý vị, T-Rex. Đây chính là T-Rex, robot màu xanh lá cây và mang nhãn màu xanh của ban tổ chức. Một pha xử lý đầu tiên rất ấn tượng của Wow Hưng Phú. Không thể tin được. Những pha tấn công khiến cho T-Rex lật lên lật xuống. T-Rex đang cố gắng tạo ra khoảng cách an toàn để ổn định lại chiến thuật của mình. Họ cần khoảng thời gian để tìm giải pháp. Hoa Hưng Phú có mặt phát và hệ thống rơ lè hiệu quả. Rudo xoay tròn của Wow Hưng Phú đặc biệt phù hợp với những đối thủ giống như Vujek T-Rex. Động cơ Rudo chạy rất êm nhưng tốc độ rất cao. Mặt phát sẽ đẩy đối phương lên, tạo khoảng cách với mặt sàn. Và cái đó là nhiệm vụ của Rudo, tốc độ cao. Đời đỏ tiếp tục tấn công. Wow Hưng Phú đang dồn được đối phương vào bẫy cưa. Tạm dừng. Hai đội đưa robot về vị trí xuất phát. Có một điều cũng cần phải khen ngợi về khả năng thiết kế của Vujek T-Rex là mặc dù bị lật lên lật xuống liên tiếp mà tấn công hiệu quả từ Hoàng Phú, nhưng Vujek T-Rex vẫn giữ sự ổn định trong quá trình điều khiển vận hành. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất lo lắng là liệu sự ổn định này có được duy trì cho tới hết trận đấu hay không, khi mà áp lực từ phía Wow Hưng Phú vẫn liên tục đè lên đôi vai của người điều khiển chính Vujek T-Rex. Vujek đang cố gắng tạo khoảng cách an toàn với đối phương và tìm ra một giải pháp thực sự hiệu quả trong tình huống này. Tiếp cận trực diện thực sự không phải là một giải pháp tối ưu đối với Vujek T-Rex. Hai đội tạm dừng. Tiếp tục. Nếu như Vujek T-Rex phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống hai Rudo phía trước thì với Hoa Hưng Phú, phần mặt vát thiên thần là một vũ khí phụ trợ cực kỳ hiệu quả khi phải đối đầu với những robot như Vujek T-Rex. Thêm một linh kiện nữa rơi ra. Và xử lý đầy tinh tế từ phía Wow Hưng Phú. Họ đang tận dụng khoảng thời gian mà các thành viên của Vujek T-Rex gặp bối rối trong quá trình lựa chọn kỹ thuật. Bây giờ T-Rex không thể tiếp cận thực diện. Muốn sử dụng khu vực của mình, họ phải áp sát vào sâu trong khu vực trung tâm của Wow Hưng Phú. Nhưng nếu tiếp cận thực hiện, họ sẽ rơi vào bẫy của đối phương. T-Rex đưa cho giải pháp tiếp cận phần không. Hay vì sử dụng vũ khí chính là đẩy đối phương vào góc chết hoặc là vào bẫy hố. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi, Vujek T-Rex sẽ có điểm. Không được rồi. Pha xử lý hơi quá đà của Vujek T-Rex. Bay hố. Tạm dừng. Mỗi đội bị trừ một điểm, lọt bay hố.
Hai đội chuẩn bị. Tiếp tục. Thời gian của hiệp đấu không còn nhiều. Hết hiệp 1. Hai đội có 7 phút điều chỉnh robot. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi hai đội hiệu chỉnh lại robot, Mạnh Tùng nghĩ là cũng nhanh thôi bởi vì hai robot này rất lì đòn, thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ từ đại diện công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân là nhà tài trợ vàng của giải đấu, ông Nguyễn An Kha. Vừa nãy thì Mạnh Tùng và anh Kha cũng đã chia sẻ khá nhiều về câu chuyện chiến thuật, về kết cấu, về gọi là tính khắc chế phù hợp của hai robot này. Bây giờ anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút tới quý vị khán giả không ạ? Thì khi trận đấu bắt đầu thì mình thấy là hai đội tương đối khá là căng xứng. Từ về hình dáng, trọng lượng tương đối là coi như là 5 năm. Tuy nhiên thì ngay những giờ phút đầu tiên thì Wow Hưng Phú đã thể hiện sức mạnh của mình. Thì nhìn kỹ lại rõ ràng là cái thiết kế của Wow Hưng Phú là một sự custom của T-Rex. Nếu mà gọi là đánh trực diện thì T-Rex sẽ nằm ở cái thế yếu hơn so với Wow Hưng Phú. Và chúng ta sẽ gặp lại anh Khang trong phần cuối của trận đấu ngày hôm nay để cùng nghe anh chia sẻ về những quan điểm liên quan tới trận đấu này. Còn bây giờ, mời quý vị trở lại với quá trình hiệu chỉnh robot của hai đội. Thưa quý vị, bây giờ thì LH Wow Hưng Phú đang hiệu chỉnh để chuẩn bị vào hiệp thi đấu thứ hai. Không biết là bây giờ lợi thế đang nghiêng về chiến binh robot của mình, thì đội của bạn đang chuẩn bị cái tâm thế như thế nào để chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ hai ạ? Đội em sẽ sửa lại một số cơ cấu để cho nó cứng vững hơn thôi, chứ chưa có hư hại gì nhiều. Có điều gì mình đang lo ngại khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai không ạ? Hồi nãy tôi thấy là có một gọi như là một cú đẩy vào hố để cho bên đội của mình bị trừ điểm, đúng không ạ? Thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của đội em nên độ hiệp tiếp theo thì sẽ không có gì đáng ngại cả. Và thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem phần hiệu chỉnh của hai cha con xoay sở như thế nào với chiến binh của Hutet T-Rex quý vị nhé. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai chiến binh rất là dũng mãnh của chúng ta được không ạ? Quá trình hiệu chỉnh cuối cùng trước khi chúng ta bước vào sân thi đấu. Và xin được hỏi ý kiến của anh ạ. Nãy giờ thì mình cũng có khá là nhiều những cái va chạm khiến cho con robot của mình cũng có một chút gọi như là trục trặc, đúng không ạ? Và bây giờ thì hai cha con xoay sở có được hay không ạ? Cái vũ khí chắc nó bị hư. Cái này cái kệ là cứ chờ đi đã, hết mình. Quý vị ơi, quan trọng đó là tinh thần đúng không ạ? Và rõ ràng tinh thần của sức mạnh gia đình đó là chơi hết mình. Và biết đâu là bất thình lình là mình chiến thắng thì sao, phải không ạ? Chúng ta hãy chờ đợi và cố vũ cho Hutet T-Rex. Ba, hai, một, bắt đầu. Ở hiệp thi đấu thứ hai, hai đội thay đổi vị trí xuất phát. Sau tình huống mang tính bước ngoặt ở hiệp đầu tiên, khi mà T-Rex quyết định sử dụng chiến thuật đưa đối phương vào các khu vực bẫy của sàn đấu, thì bây giờ nhiệt độ trận đấu đã giảm xuống. Không còn là những pha phủ đầu nảy lửa, mà thay vào đó T-Rex cố gắng là tạo một khoảng cách hợp lý, tìm kiếm cơ hội tận dụng sai lầm của đối phương. Thực sự đây là một đội chơi rất thú vị, có một sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và sự kinh nghiệm. Trận đấu không còn dễ dàng với các thành viên của Wow Hưng Phú. Liên tiếp là những pha quần thảo, tuy nhiên hai robot phải tấn công. Thay vì liên tục di chuyển theo T-Rex, Wow Hưng Phú quyết định là đứng một chỗ tìm cách để triển khai được tấn công của mình. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, vũ khí chính của Wow Hưng Phú đã sẵn sàng, tuy nhiên họ chưa tìm được cơ hội để tiếp cận. Có một điểm nữa, qua quá trình điều chỉnh, quý vị nhận thấy sự tinh tế của các thành viên tới từ Wow Hưng Phú và T-Rex. Đó là quá trình điều chỉnh rất tiết kiệm thời gian,
bằng cách là thiết kế phần thắt phía trên chủ yếu là các khớp siết gá và tận dụng khoảng thời gian mà mình có được để sửa chữa bên trong. Có nhiều đội chơi ở đội đỏ di chuyển, đội đỏ di chuyển và tấn công. Có rất nhiều đội chơi ở mùa giải năm nay sử dụng nhiều ốc vít để siết đến trừ điểm tấn công đội đỏ. Điều đó cho việc điều chỉnh gặp 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tạm dừng, trừ đội đỏ 1 điểm. Hai đội về vị trí xuất phát. Nếu nói theo một cách tương đối thì thế trận đang đổi chiều thưa quý vị. Phần chủ động đang nghiêng về phía chú khủng long T-Rex. Tiếp tục. Trong quá trình điều chỉnh, hạn chế việc sử dụng quá nhiều ốc vặn, mà thay vào đó là khớp nối và khớp chịu lực, thì các đội sẽ có thêm thời gian để điều chỉnh robot bên trong của mình. Và đó là một trong những ưu thế của hai robot T-Rex cũng như là Wow Hưng Phú trong trận đấu này. Vừa rồi lại là một pha tấn công hiệu quả từ phía Wow Hưng Phú. T-Rex đang có một chiến thuật hợp lý nhưng họ cần phải thật tập trung. Chỉ một chút lơ là thôi là họ sẽ để đối phương tận dụng khoảng hở giữa thân giáp cũng như mặt đội xanh tấn công. Hai đội tấn công. Pha quân thảo của hai robot ở khu vực giữa sân. Vừa rồi là pha tấn công tốt của Hưng Phú. Nếu như Hutech T-Rex có sức trẻ và sự kinh nghiệm thì bên phía Hoa Hưng Phú thực sự họ đang sở hữu một tay lái đầy bản lĩnh. Mặc dù còn trẻ nhưng mà tay lái của Hoa Hưng Phú không hề nôn nóng, xử lý rất tinh tế. Chúng ta thấy là không có nhiều động tác thừa của Hoa Hưng Phú. Khủng khiếp. Tiếp tục tấn công, hai đội tiếp tục tấn công. Cơ hội ghi điểm cho Hoa Hưng Phú. Rulo đang ở vận tốc rất cao, sẽ làm một cú va chạm nảy lửa khác. Tạm dừng. Rất may mắn là với kết cấu chắc chắn, khoa học thì Hutech T-Rex vẫn giữ được sự chủ động về điều khiển tính cho tới thời điểm này. Thời gian không còn nhiều. Hết rồi. Trận đấu đã khép lại và chúng tôi tin chắc là rất nhiều quý khán giả vẫn có một cảm giác tiếc nuối. Kết quả đã rất là rõ ràng, chiến thắng sẽ thuộc về ai? Đội chiến thắng. Xin chúc mừng LH Wow Hưng Phú. Trận đấu này quá hay, nếu phân tích thì thực sự là cũng hơi mất thời gian. Vậy nên chúng ta hãy đến luôn những cảm nhận của khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Mời anh. Thực sự là mình rất là tiếc khi đây không phải là trận chung kết. Mình cũng đánh giá cao T-Rex. Tuy nhiên do cái thiết kế của Hoa Hưng Phú cũng là cái khắc tinh của T-Rex, thành ra trong cái trận này thì T-Rex không phát huy được thế mạnh. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ tới anh Khang. Hôm nay chúng ta có một khách mời có thể phân tích được cả về chuyên môn lẫn yếu tố bên lề để làm sao chúng ta có một cái nhìn tổng quan về trận hôm nay. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, đội chiến thắng đã thuộc về LH Wow Hưng Phú. Và tôi còn nhớ lúc phỏng vấn trong hậu trường thì đội này rất là tự tin, chia sẻ là 100% chúng tôi sẽ chiến thắng. Và bây giờ cảm xúc của mình như thế nào, vỡ òa rồi đúng không ạ? Dạ vâng, thực sự là cảm xúc của đội là rất phấn khích và vui mừng của chiến thắng hôm nay. Thế thì ở chiến thắng ngày hôm nay, nhìn xa hơn nữa sẽ là những cái vòng thi đấu tiếp theo, những cái vòng trong.
Không biết là đội của chúng ta đang gọi như là cảm thấy lo sợ trước một cái đội thi đấu nào khác không ạ? Thực sự thì có Hồ Gia Pháp là một đội cực mạnh ở trong vòng đấu sắp tới. Thì sau khi trận đấu hôm nay về thì chúng em sẽ tiếp tục sửa chữa và cải tiến những cơ cấu của đội chúng em. Vâng, một lần nữa sẽ được chúc mừng chiến thắng của LH Wow Hưng Phú. Và bây giờ sẽ là tinh thần của cả đội để chuẩn bị sẵn sàng bước vào vòng trong. Như thế nào ạ? 3, 2, 1. Chiến thắng. Thưa quý vị, theo đúng kịch bản là Mạnh Tùng sẽ phỏng vấn thành viên đội chiến thắng. Nhưng Mạnh Tùng phải tranh với cả Bảo Anh để được phỏng vấn hai bố con T-Rex. Và quý vị nhìn qua cũng thấy vì sao đội mình được gọi là T-Rex rồi phải không ạ? Có một điểm Mạnh Tùng rất là tò mò ấy, bởi vì thường thế này, quý vị cũng có thể nhận thấy xung quanh mình ấy, thường cha và con, nhất là ở tuổi này ấy, là hay xung khắc với nhau lắm. Mỗi người là một thế hệ rồi. Tuy nhiên mình lại cùng nhau chế tạo một robot và cùng nhau điều khiển qua các trận đấu. Thì quá trình đấy có khó khăn không chú? Qua quá trình làm robot từ mùa 1 đến mùa 2, quá trình rất là cũng có gian nan thử thách khổ. Cũng mà ngồi lại nhiều khi cả đêm 12 giờ đêm cũng là qua tới 1 giờ, hai cha con ngồi bàn tính từng ly từng tí qua từng trận đấu. Nhưng mà trong một gia đình thì mình không phải chuyên về ngành robot, nhưng mà sự đam mê của mình thì mình nghiên cứu và cũng qua từng trận đấu của mình đánh thì cũng rút ra những bài học là tốt. Nhưng mà những qua các trường đại học Lạc Hồng này thì cũng người ta cũng là một cái trường đại học, còn tôi là một gia đình thì theo mình thua thì cũng vẫn vui vẻ. Chúng ta phải khắc phục những cái gì mình yếu và để chúng ta phải tìm tòi và học hỏi thêm nhiều bạn bè nữa. Mà chúng ta thì chế tạo lại con robot hoàn thiện hơn, sang năm mà nó đạt hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng vậy. Thưa quý vị, vừa nãy cùng với anh Khang, khách mời của chương trình, chúng tôi cũng chia sẻ trận đấu này quá hay. Bất cứ một đội nào mà phải dừng bước đều đáng tiếc, đặc biệt là Hutech T-Rex. Bởi vì sao? Sự ổn định, mặc dù bị đánh lật lên lật xuống nhưng mà vẫn di chuyển tốt, vũ khí vẫn hoạt động tốt. Và trên hết, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm đó là tình cảm cha con. Thưa quý vị, bây giờ ấy, mỗi thế hệ đều có một nét riêng, nhưng nếu mà chúng ta biết kết hợp hài hòa thì sẽ tạo ra một môi trường, thứ nhất là phát triển chung cho cả hai, và tiếp theo đó chính là sự thấu hiểu nhau hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai cha con khủng long tuyệt vời. Thưa quý vị,